Bình thường á, sữa thì ba má hồi đó cho bú đúng loại, kêu qua Thái chơi. Từ sáng giờ không có miếng gà trong bụng, rồi hồi nãy vô ăn cũng toàn ba món cay cay không à, mới nhỏ biết ăn cay đâu, dẫn ra đây ngồi cho mưa cho bệnh chơi vậy. Hồi xưa giận ba giận mẹ cũng ra ngồi không vậy. Mày cũng biết giận nữa hả? Giờ giận tao luôn hả? Giận hết mọi người luôn. Mày làm như có mình mày biết gà, tao cũng biết gà nữa, nhưng mà sáng giờ mình qua Thái hen đồ Thái chứ tối ngày mới ăn gà hoài hoài. Không ngán hả? Không. Toán với mày một cái bây giờ á. Ngồi đây ngồi dầm mưa luôn vậy. Bây giờ có đồ đúng ngay món mình thích là vui không? Chưa biết, chưa thấy. Nè, hàng nè, thấy chưa? Ngon chưa? Khùng, trong cái bịch đó đừng lừa tôi. Bên Thái làm gì có gà? Thái có gà Thái luôn hả? Trời ơi. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Mà dầm mưa vậy luôn hả? Lầy dữ vậy. Bây giờ khỏe, thấy gà phải. Bây giờ tỉnh chưa? Tỉnh, tỉnh nè, tỉnh nè, đó tỉnh, tỉnh chưa? Tỉnh chưa? Tỉnh chưa nè. Tỉnh. Được ăn. Vô. Rồi nè nè. Chia đôi hả? Vô cái. Chứ không lẽ mày ăn hết cái hai cái đùi nữa? Ai biết, tưởng cho, vậy là chia đôi vậy. Vừa, cái này tao cũng ghiền vậy. Giỡn hoài, ở trong kia ăn đồ Thái của tao muốn ngán muốn chết luôn á. Vậy thì ra đây kiếm mình ha. Cảm ơn á, cảm ơn á. Trời ơi. Làm cái đùi chứ. Vô đi, thằng làm cái đùi. Nè, vô nè. Ngon. Đúng là thật sự, đi qua Thái rồi, ăn gà nó mới sướng. Gà Thái nó khác gà Việt Nam ta. Cái cảnh chiêu mà mưa gớt gớt nữa. Hết bài luôn, cái này mà có cái chai kia ọt ọt chưa nữa, thứ gì chịu nổi. Hồi nãy quên ha. Đạo á. Rồi. Very good. Vui chưa? Thằng bạn mình á, có được con gái này biết sao. Mỗi lần mà khi mà nó không được ăn gà, nó buồn, nó làm như nít vậy. Mà đúng thiệt, nó mới có 3 tuổi à, cũng không có trách được. Thôi ăn đi, xong vô đi, mà pha cho mình sữa ra bú nha. 10 giờ bú ngủ. 9 giờ rưỡi. À, bữa nay đi du lịch thêm nửa tiếng nữa hả? 10 giờ bú ngủ. Rồi ok luôn, 10 giờ bú sữa xong rồi ngủ, hủ đi lang bang nữa nha. Ở bên đây mà đi lang bang là không ổn à. Cứ nói mình cứ ăn. Vô nhà ăn đi, ăn thì ta tưởng mình khùng á. Thôi chứ nãy giờ mày có đâu mày có tỉnh đâu mà khùng. Vô nha. Thôi vô đi. Anh em ơi, thằng này nó không có tỉnh.